Đó, xin chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với Long Việt Bất Động Sản Hôm nay anh em chúng tôi Long Việt và Tôn sport Đang có mặt tại thôn Nguyễn, xã Yên Sơn Thành phố Tam Điệp Ninh Bình à, Review cho quý cô bác anh chị một à, Mảnh đất nhà vườn Rất là rộng, có một cái view rất là đẹp à, Nhìn ra mặt hồ Hiện nay trên tay tôi là đang cầm à, 5 chiếc sổ đỏ Thưa quý cô bác anh chị và năm chiếc sổ đỏ như một con bài tú lơ khơ năm cuốn bìa đỏ này chính là tổng hợp cho tổng diện tích là 2.100 mét vuông chúng tôi mời quý cô bác anh chị cùng vào tham quan cái mảnh đất này cái đường vào thưa quý cô bác anh chị là các bạn đi đến cầu Vĩnh Khương thì có một con đường rẽ phải các bạn rẽ vào trong cái con đường này nó khoảng tầm 200 m thì chúng ta đi vào tới cái mảnh đất này và cái vị trí của mảnh đất này các bạn có thể nhìn thấy là cái không gian rất là đẹp, à, toàn bộ cái khuôn viên các bạn có thể nhìn thấy là nhìn ra view mặt hồ rất là phù hợp cho quý cô bác anh chị mà về đây để xây dựng một khu nghỉ dưỡng, một nơi nghỉ ngơi mà có cái phong cảnh hữu tình như thế này và trên đất giới thiệu với quý cô bác anh chị đây đây chính là cái mảnh đất mà tôi vừa mới giới thiệu với quý cô bác anh chị. 2.100 mét vuông, danh giới của đất là các bạn nhìn thấy đây bắt đầu từ cái bờ tường này Thì có một cái ao nhỏ đằng trước Hết cái vòng đất ao kia là chúng ta quay về nhìn trên cao là có, các bạn có thể nhìn thấy tổng thể toàn bộ cái khuôn viên mảnh đất này Trên đất là chúng tôi đang có một cái căn nhà cấp 4 Được lập mái tôn Được trồng một số những cây bưởi Cây cam cây bưởi Vị trí cái thôn Nguyễn này thì chỉ cách uh, Trung tâm của Ủy ban nhân dân xã Yên Sơn Chỉ khoảng uh, một 000 mét của bác anh chị ạ. Cái con đường đến với Thung Nguyễn này cũng rất là thuận lợi bởi vì nó nằm rất gần sát với cái con đường đi Nho Quan cũng như đi về với Tam Điệp. Và giới thiệu các bạn là đây một cái căn nhà, một căn nhà nằm trên đất. Thì quý cô bác khi mà có nhu cầu sử dụng mua lại mảnh đất này thì có thể là sử dụng làm tạm thời để có thể làm nhà ở được ngay, không cần phải xây dựng. Căn nhà cấp 4 này thì nền đang được lát gạch hoa và có một cái phòng khách phòng nghỉ và bên dưới này chính là cái gian bếp đây là một cái giữ khoan, dưới khoan. Đó. hôm nay đồng hành với chúng tôi có anh mai trường Đó. một trong những anh em làm về lĩnh vực bất động sản ở thành phố tam điệp nói chung là cái căn nhà này thì có lẽ là sử dụng tạm thôi quý cô bác anh chị mà qua lại thì có thể cải tạo lại để phục vụ cái nhu cầu sinh hoạt cũng như là cái nhu cầu của mình Đi về phía bên trái của cái mảnh đất này đây chính là cái hồ Yên Sơn. Rất là rộng. Và bên trái này đất của chúng tôi còn một cái ao nữa. Bên phải là một cái ao như này. Thì bên trái này sẽ còn một cái ao nữa bên cạnh một cái rừng keo. Giáp với cái cái khu bếp là một cái rừng keo. Và chưa đến mùa thu hoạch. Các bác và anh chị khi mà đến đây sẽ cảm thấy cái không gian nó... Cái môi trường nó rất là mát. Đứng đây rất là mát mẻ. Vâng, à, tôi nghe anh ấy nói vừa nói là rừng keo nhưng theo tôi đây là một vườn keo khá là rộng, một vườn keo rộng. chứ chưa thể gọi là rừng được. À, à một rừng keo vâng. Nhưng anh mà, tôi nói là vườn keo chứ không phải là rừng keo. À, nhưng xin mà lỗi. một cái không khí cực kỳ là dễ chịu, rất là mát mẻ và 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 rất là là trong lành. Được bao quanh bởi rất nhiều ao hồ, hồ Yên Sơn như anh Long vừa giới thiệu. Vâng. Đây vâng. nó sẽ cho được một cái view cực kỳ đẹp nếu có anh chị nào mà có một cái ý tưởng xây dựng nhà vườn ở trong cái khu này và nói thêm với quý cô anh chị là với cái diện tích 2.100 m2 có 350 m thổ cư và toàn bộ cái phần đất còn lại là đất trồng cây lâu năm và có thời hạn cho đến 2063 và 350 m là đất đỏ tại nông thôn chúng ta còn cùng ra để xem một số cái hình ảnh về cái cái hồ đây có một cái hồ hồ yên sơn này khá là dễ. cái hồ này thì chúng tôi thấy là có cái đường lấy nước nối từ cái hồ yên sơn sang cái ao của mảnh đất này nước ở hồ này rất là trong rất trong xanh và cái lưu lượng nước là không thể thiếu đây chính là cái rãnh để lấy nước lưu thông này cứ các bác anh chị về đây thì có thể sử dụng luôn cái ao này để thả cá đường nước ao cũng rất là trong ừ. Con đường đi bọc xung quanh ao này cũng đang trồng khá là nhiều cây, khá là nhiều cây ăn quả, cam bưởi, cam bưởi tre. Ở đây thì nhìn thấy có những cái cây dừa, cây dừa tạo cho cái cảm giác nó hơi lãng mạn. Đến với đất Điên Sơn này thì như chúng tôi đã từng giới thiệu thì thưa quý cô bác anh chị là một trong những nơi mà khá là đáng sống bởi vì không khí cũng như là cái môi trường rất là tuyệt vời. Vâng, à, với mảnh đất là lên tới 2.100 mét vuông, có 350 mét thổ cư tại thôn Nguyễn, thuộc xã Yên Sơn, thành phố Tâm Điệp, tỉnh Ninh Bình. Giá của chúng tôi chào bán đến quý cô bác anh chị là 1 tỷ 600 triệu và đương nhiên là có thương lượng cho quý cô bác anh chị nào mà có quan tâm đến cái mảnh đất này. cái số điện thoại của chúng tôi là 085 928 7777 và số anh Tuân Sport là 0964 30888. Quý cô bác anh chị mà quan tâm thì xin liên hệ ngay với chúng tôi và chúng tôi sẽ trực tiếp dẫn quý cô bác anh chị đến tại thôn Nguyễn và quan sát xem là cái mảnh đất này nó có phù hợp với mình hay không. Và cái vị trí này chúng tôi xin nói lại là rất gần với cầu Vĩ Khương, sát với cầu Vĩ Khương và có đường sẽ phải vào khoảng 200 m là đến cái mảnh đất này. Tôi sẽ làm thủ tục chuyển nhượng. Đây, đây là sổ đỏ sổ đỏ chính chủ và có đầy đủ pháp lý để chuyển nhượng lại cho quý cô bác anh chị và hôm nay thì anh em chúng tôi cùng với anh Mai Trương Nick là Mai Trương và anh Tuấn Sport là có mặt tại thôn Nguyễn Yên Sơn Tam Điệp Ninh Bình để review cho quý cô bác anh chị và, và xin cảm ơn anh Mai Trương đã đồng hành cùng anh em chúng tôi xin cảm à, ơn cảm ơn anh Long Việt đã <laughs> mời tôi tham dự buổi này và một lần nữa là xin chân thành cảm ơn quý cô bác anh chị đã theo dõi video clip của chúng tôi và rất mong được quý cô bác anh chị ủng hộ chúng tôi nhiều hơn nữa bằng cách like, share, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi ra tiếp những video tiếp theo về lĩnh vực bất động sản trên địa bàn Tam Điệp cũng như các uh, huyện thị lân cận và xin uh, một lần nữa xin uh, kính chào và tạm biệt quý vị và các bạn. Xin chào bác anh chị. Yeah.